Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bánh Bò Bom. Hôm nay mình sẽ không chia sẻ kiến thức nào về những bé bom hết, mà mình sẽ chia sẻ niềm vui của mình với mọi người. Mọi người cùng theo chân mình để đi đón một bé bom Iranian được giống mới, là nhân tố tương lai để mình nhân giống tiếp tục cho Bánh Bò Bom nha. Rồi bây giờ thì cùng lên đường thôi. Thì đợt này mình đi á, thì mình sẽ tới cái quán cà phê mà chắc là mọi người cũng có biết nhiều nếu mà mọi người là một người yêu thích những bé pet ha. Thì hôm nay mình sẽ qua đó đón bé, rồi sẵn mình sẽ review luôn quán cà phê của anh Hòa cho mọi người xem nhé. Trước khi đi thì phải chuẩn bị đầy đủ, chống dịch đàng hoàng nha mọi người. Bé rồi, quay mặt lại đây. Ê, quay mặt lại đây. Chuyến đi lần này thì mình sẽ chở theo Mạc CD để cho bé đi chơi. Từ mình qua chỗ Pet Coffee Garden thì khoảng 10 phút đó mọi người. Quán nằm ở 91A Bình Long, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Đây là địa điểm đến quen thuộc của các anh chị em trong hội bò sát, hội mèo và cả hội nuôi chó. Thì cuối tuần á, quán sẽ có những cái offline của các hội nuôi pet. Anh Hòa cũng là một trong những nhà nhân giống phốc sóc đầu tiên tại Việt Nam và cũng là người đã mang về những con giống rất tốt để Pomeranian tại Việt Nam có được nhiều bé chất lượng như bây giờ. Có thể là nhiều kênh YouTube khác và các kênh của đài truyền hình đã có quay quán rồi, cho nên là mình chỉ quay sơ bộ lại những cái khuôn viên của quán thôi nha, để cho mọi người có thể tham khảo và hình dung được ở đây rộng và thoáng mát như thế nào. Mình cũng sợ mấy bé bò sát lắm đó mọi người, nhưng mà công nhận là những bé này đẹp thật sự luôn nha. Và mình thấy hay một cái là mình nhân giống mỗi phốc sóc thôi, mỗi chó thôi mà mình đã thấy rất là cực rồi, trong khi mà anh Hòa có thể nhân giống ra được rất là nhiều giống pet khác nhau nữa nha, chứ không phải là mỗi chó không mọi người. Ngoài bò sát thì ở quán còn có mèo nè, rồi còn có cá nè, rồi cũng có chim cảnh nữa. Hôm nay mình đến đón bé cuốn vào ngày thường trong tuần đó mọi người, chứ nếu như là những ngày cuối tuần đó, thì quán đông nghẹt luôn và rất là full. Đặc biệt là có khi 2-3 hội thú cưng offline cùng một lúc đó là không có đường đi luôn á mọi người. Con gì? Này Maine Coon. Maine Coon. Là ta nuôi mèo có cả bé lạc đà không bú. Ủa nó bự quá ha. Và mình nghe nói là bé này nó khôn lắm nha mọi người, khôn như cún vậy á, nó biết chủ này kia luôn á, biết vẫy đuôi nữa. Thôi bây giờ dắt mọi người đi coi công việc chính nha. Đây là bé cún mà hôm nay bọn mình sẽ đón về. Bé tên là Kobe nha mọi người, chữ Kobe trong chữ thịt bò Kobe đó. Tự nhiên cứ tự nhiên. Ok, 6.5, 6.5. Tụi mình đã bị ấn tượng với bé chỉ bằng một cái video clip duy nhất mà anh chủ up lên trên Facebook thôi mọi người. Cô bé mình đón về để làm giống và để đi sâu, cho nên là khi đi chọn mua con giống thì mình sẽ kiểm tra những điều kiện sau. Thứ nhất là hàm răng của các bé, răng phải đủ tiêu chuẩn và nó phải cái khớp cắn nó phải khớp với nhau á, thì đó là cái điều kiện tiên quyết để một con chó bước vào ring show. Và hiện tại thì anh Hòa đang thử cho bọn mình xem cái thần kinh, những cái bước chạy và cái khung xương của bé để bọn mình kiểm tra. Bé Kobe thì hiện tại được 6 tháng và bé chỉ mới được training khoảng 2 đến 3 lần đi dây và tập đứng bàn thôi mọi người, nhưng mà những cái bước chạy và cái thần kinh rất là tốt. Give it to me like... Để tôi vô đây tôi coi một hồi, tôi lấy vía, tôi xin vía về mới được. Đây là tất cả giải thưởng của các bé bom nhà anh Hòa. Có những giải vô địch của Thái và Việt Nam luôn nha mọi người.
Tôi sẽ xin vé về cho cô bé nhà tôi để sau này cậu bé có một tương lai sáng lạn nhất. Hello mọi người, sau khi đã chốt đơn cô bé thì hiện tại mình có mời anh Hòa là nhà nhân giống của cô bé. Thì nghe nói là bé cô bé này là một trong những bé mà anh nhân giống ra mà anh hài lòng nhất. Thì cho em hỏi là cái giá trị của cô bé nó nằm ở đâu, anh có thể chia sẻ để cho các bạn trên kênh YouTube của em, các bạn mà đang tìm hiểu về cái giống Pomeranian này thì có cái nhìn khác hơn về những cái dòng chó cao cấp không anh? Thì con cô bé này về cái da phả của nó thì rất ổn định như là con cha. Nó là Cham China và con ông nội nó là Cham China với lại German, và cái này cũng là China giống như là Shanghai với lại Trung Quốc, nó là một mà Korea nữa. Champion tức là 1, 2, 3, 4, 5 cái cham. 5 cái cham thì trong đó nó có đâu, một nước nè, hai nước nè, ba nước. Còn cái CN này cứ có thể là thượng hải hay cái gì đó. Còn cái thứ tư là tới ông cố China, German. Còn cái này là cham. Còn này là Canada. Là 1, 2, 3, 4 bốn nước tiếp. Mà nghe nói là con ông nội của con này là lấy được 28 cái best in show. 28 cái best in show. Đúng rồi, 27-28 cái. Còn về bên ngoại thì con này là anh làm ra. Anh làm ra là Hòa Dương Komidodo, đúng không? Tới con này là con quét nè, Toki Chu quét, not Chu xe. Thì con quét với lại con cút đi, nó là cùng cha cùng mẹ, là ngay đây em. Thì con cút đi anh của con quét á là nó cũng lấy mấy chục cái best in show. Thì về những cái da phả ở đây là bên bệnh người ta trước khi người ta phối thì người ta cũng có gọi là một cái không phải là phối đại, phối có dự tính đó. Thì cho nên em nhìn những cái phả ở đây rất là ok nè. Ở đây là chạy Toki không? Đúng không? Còn ở đây nó là question đồ. Còn cái sinh bôm này á là chủ chạy nó là nằm ngay đây. Là cái đặt sinh bôm. Còn ở đây nữa nè, nó cũng lấy quá trời dạy Cham nè, DI nè, Hun nè, American nè, Wuxia nè. Nó tùm lum dạy hết. Thì con quét là em quá rõ về nó và con cút đi, đúng không? Có nghĩa là bé mẹ của cô bé là full line 100% của Toki. Đúng rồi. Còn bé mẹ là full 100% Toki. Thì bé mẹ nó chỉ nằm hai cái line này thôi. Nó cộng thêm cái phả con quét vô nữa. Thì cái đó mới là cái vấn đề. Đó, cái thì, giá trị của cô bé là nó đó. Còn nói về một con chó mà nó đẹp thì đẹp nữa và đi đẹp nữa thì ba cái đó mình phải nhận rồi. Trước khi trên kênh của mình thì mình cũng đã có phân tích cho các bạn biết về tiêu chuẩn của các bé bom, nhưng mà đó chỉ là tiêu chuẩn cơ bản. Vậy thì hôm nay mình sẽ cùng chuyên gia tìm hiểu về những cái tiêu chuẩn khi mà một bé bom đạt đủ điều kiện đi sâu là sẽ như thế nào nha. Thì anh chỉ nói sơ qua thôi. Thì những con bom á, nếu mà găng tiêu chuẩn nó cũng được người ta coi được, giám khảo sẽ kiểm tra găng. Thì găng thì em cứ quay găng như thế này. Rồi. Đậu con. Găng nó không bị mớm vô. Là có thể thi được. Còn khung xương là phải cho giám khảo người ta một thì người ta mới biết được. Đúng rồi. Rồi còn những cái con mà khung găng, nếu mà hàm trên mà nằm ngoài sau hàm dưới thì nó không đủ tiêu chuẩn để đi thi. Là vô trong cái show đó đó là người ta đuổi thẳng ngay luôn. Người ta không rớt từ vòng giữ xe hả mọi người? Đúng rồi. Đúng rồi. Thì nó dập găng ra mà nó nhìn găng gì là đi đuổi ra liền. Chứ không có gọi là cho vô thi nữa. Chứ không phải đi nhìn nó, oa con chó này đẹp quá, tại sao nó không tiêu chuẩn đi thi? Bước nó phải có găng chuẩn, khung xương chuẩn thì nó mới vô thi được. Với lại
hai hồng bi. À, là phải là có nghĩa một bé bốn để đạt đủ tiêu chuẩn đi show là phải đẹp tới làm răng và tới là bi mọi người, nhưng nếu mà bi lỗi thì mình cũng sẽ bị loại khỏi show nha. Đúng rồi, tại vì nếu mà bi lỗi nó đi thi trong best of breed. Là con chó nhân giống tốt nhất trong show. À, thì nếu mà nó không có bi thì làm sao nó được thi vô cái best of breed đó, đúng không em? Dạ thì anh Hòa cũng có thể bật mí cho các bạn trên kênh YouTube mình biết là mức chi phí để có thể đón một bé tiêu chuẩn như cô Be ở đây tụi em đón bao nhiêu mà? Là khoảng 200 triệu em. Dạ. Đó là mức chi phí mình đã bỏ ra. Mà 200 triệu đối với cái con này là không hề đắt. Dạ, là mình mua hồi nha mọi người. Nè, nó quan trọng là nó nghe cái tờ giấy này. Dạ. Tại vì mỗi cái trại người ta nhân giống ra những cái con mà nó bị qua những cái vấn đề về da hay là những cái đợt trước nó phối không được đẹp là người ta sẽ ngưng không nhân giống nữa. Dạ. Còn những cái này người ta nhân giống ra em cứ thấy CH cham này kia nọ đồ thì những cái con đó cái dòng máu nó cực kỳ tiêu chuẩn. Đúng rồi. Dạ. Thì cái xô là nó phải đòi hỏi những cái này, còn mình mua về những cái gia phả là để mình làm ra những cái thế hệ sau này nữa. Dạ. Còn nếu mà nguyên cái phả này thì cái con cha có vấn đề, cái con mẹ không có vấn đề thì em phối thì từ từ nó di truyền nó cũng sẽ tới đó thôi. Dạ. Thì hôm nay mình đón được cô Bê rất là vui và rất là vừa ý luôn mọi người. Xuất sắc. Thì em cảm ơn mày rất là nhiều. Dạ, em cảm ơn em. Em cảm ơn em tin tưởng. Dạ. Yeah.